Trong quá trình tuần tra kiểm soát trên khu vực Vịnh Bắc Bộ, tàu 1014 hải đội 102, vùng cảnh sát biển 1 cảnh sát biển Việt Nam đã phát hiện và cứu sống ba ngư dân gặp nạn trôi dạt trên biển trong điều kiện thời tiết sóng to gió lớn tại khu vực Tây Bắc đảo Hòn Ngư, tỉnh Nghệ An, một hải lý vào chiều ngày 18 tháng 11 năm 2013 thuyền đánh cá mang số hiệu HT1018TS, công suất 44 CV, trên tàu có 3 người do ông Đặng Văn Luận, 39 tuổi, làm thuyền trưởng, cùng với hai ngư dân là ông Nguyễn Văn Bảy, 43 tuổi, và anh Nguyễn Tài Đức, 30 tuổi. Cả ba người đều thường trú tại khối Tân Quang, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. Thuyền đánh cá HT1018TS khởi hành lúc 7 giờ sáng ngày 18 tháng 11 khi đang đánh bắt hải sản trên biển. Đến 15 giờ 30 phút cùng ngày, do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, gió cấp 6 và giật trên cấp 7, làm thuyền bị lật úp và bị sóng đánh chìm xuống biển, thiệt hại tài sản trên 100 triệu đồng. Trong cơn nguy kịch, ba ngư dân đã vớ được ba căn nhựa làm phao và để trôi tự do trên biển. Ngay sau khi cứu vớt ba nạn nhân trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, cán bộ và chiến sĩ tàu 1014 đã sơ cứu, cấp quần áo và chăm sóc sức khỏe, đồng thời quyên góp hỗ trợ cho ba người dân gặp nạn 2 triệu đồng. Ngày 19 tháng 11 năm 2013, tàu 1014 đã đưa ba người dân vào bờ an toàn trong sự xúc động của gia đình và chính quyền địa phương.